Hai gã thanh niên đi xe máy lạng lách vào đường cấm, tạt đầu rồi đe dọa nữ tài xế ô tô. Hôm nay ngày 27 tháng 2, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, truyền tay nhau vụ việc như sau. Hai thanh niên điều khiển xe máy đi vào đường cấm trên vành đai 2, không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách đánh võng, còn đánh người đi ô tô. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị TA điều khiển ô tô đi trên vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở. Khi đến gần khu đô thị Time City, thành phố Hà Nội, bị hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách đánh võng tạt đầu. Theo chị TA, hai thanh niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu các ô tô đi cùng chiều. Chiếc xe ô tô nào bấm còi thì người điều khiển xe máy dùng chân đạp vào xe và đấm vào kính. Khi xe của tôi đi chậm, hai thanh niên liên tục đạp vào hông xe rồi phóng lên trước phanh gấp. Tôi né được va chạm, song hai thanh niên tự đẩy đổ xe để tạo hiện trường va chạm và yêu cầu tôi xuống xe. Lo sợ nguy hiểm, tôi không xuống, hét là đang báo cảnh sát thì hai người này tiến lại sát cửa kính chửi bới, dọa giết tôi, chị TA kể lại. Chị TA cho biết không dừng lại ở đó, khi một ô tô 4 chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai thanh niên tiếp tục lái xe máy chặn trước chửi bới, liên tục kéo giật cửa kính ô tô. Khi tài xế xuống xe, một trong thanh niên đã lao hành hung. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, vành đai 2 trên cao gồm 4 làn dài hơn 5 km, nối từ cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Sở, tốc độ cho phép 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h, đường chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ. Ngoài đi vào đường cấm không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng để xác minh hai thanh niên đi xe máy và xử lý vụ việc đúng pháp luật, chỉ huy đội số 4 nói. Các bạn mà thấy sao về tình huống áp tải xe ô tô đe dọa nữ tài xế hết sức táo tợn này? Bình luận rôm rả cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.